Bà ơi, bà cho con hỏi sao bà tối bà không về, bà ở đây làm gì? Bà ở đây bà phải coi ve chai. Bà coi ve chai ở đây à? Dạ. Ê, mà bà hàng ngày bà đi lượm ve chai tối sao bà không đi bán đi à? Bà đi bà để đây làm gì? Thì bà đi nhặt cái tối rồi cũng còn nhặt đó. Bà đi nhặt ve chai cả tối bà vẫn nhặt ve chai. Bà. Thế sao tối bà không về, bà đây ở đây làm gì bà? Nhà bà có nhà không? Có ai coi. Bà về bà sợ người ta lấy hết ve chai của bà. Dạ. Thế bà đi lượm ve chai hàng ngày bà ở đây thời gian lâu chưa bà? Ở đây cũng 3 năm rồi. Dạ. Thời gian cũng lâu nhỉ. Những ngày bà cho con hỏi xíu đây, những ngày mưa gió thì làm thế nào bà? Mưa gió thì bà chạy vô mấy nhà bên kia. Bà chia sẻ là mưa gió. Bà vô đó. Dạ. Bà chia sẻ là mưa thì bà đi vô nhà dân là bà nghỉ nhờ. Thế còn hàng ngày là bà phải tối bà phải ngủ đây. Dạ. Cuộc sống của bà thực sự là rất khó khăn đấy các bạn. Bà cho con hỏi bà tên gì nhỉ? Nguyễn Thị Thu Long. Bà tên là Nguyễn Thị Thu Long. Dạ. Bà sinh năm 1941. Dạ. Bà cho con hỏi bà có con cái gì không bà? Bà nó con nó 8 đứa con mà chết còn nhỏ mấy đứa còn. Bây giờ thì còn có hai ba đứa con gái có người con trai. Ba hiện nay bà còn là ba người con gái một người con trai. Mà có một cô bị tâm thần á. Một cô bị tâm thần. Dạ. Nên hoàn cảnh của bà thực sự rất khó khăn đấy các bạn. Bà chia sẻ là bà còn mấy người con trai nhưng mà cũng rất khó khăn, kinh tế điều kiện cũng rất không có. Bà lại còn một người con gái bị tâm thần. Bà cho con hỏi hàng ngày bà lượm ve chai này mỗi ngày bà lượm được nhiều tiền không bà? Được khoảng 40 chục. Một ngày bà lượm ve chai 40-50. Dạ. Như vậy bà thấy có đủ sống không? Không, sống thì nếu mà mình bài đủ sống á. Dạ. Phải nuôi cái chị kia nè. Bà là vẫn phải nuôi một chị nữa. Thì bắt quả đó thì nuôi chị sinh năm 74. Chị sinh năm 74. Chị sinh năm 74 là bị tâm thần đó. Tâm thần. Mà tâm thần nhẹ còn làm được. Nhưng mà chỉ làm việc nhà rồi thôi, cũng không có đi làm công nhân được. Là không đi làm gì cho ai được và kiếm tiền. Dạ. Thế là tối đến là ngày nào bà cũng ngủ đây. Dạ. Bà biết sao con cũng thường xuyên đi qua ngang qua đây nhưng con cũng để ý. Có một bà chị bà ấy giới thiệu, bà ấy nói là ở gần đây khu vực đây thuộc phường Tân Phong bà, thành phố Biên Hòa. Đây là gần chỗ này gọi gần vòng xoay gọi là ngã tư Tân Phong cũ ngày xưa. Dạ. Thì có bà chị bà giới thiệu là ở gần đây có một bà lão tầm chắc 80-90 tuổi. Bà thường xuyên đi lượn ve chai, tối bà ngủ đây. Dạ, nhìn hoàn cảnh bà cũng rất tội nghiệp. Thế vì vậy hôm nay cho ra cho tìm hiểu, cho hỏi, trò chuyện với bà. Dạ. Là nhờ bà chị con gái gần đây hả? Dạ. Bà ở đâu? Bên khúc trong này xíu bà. Chắc không biết bà đâu á. Dạ. Bà ở đây mấy năm rồi? Dạ, bà ở đây mấy năm rồi? Thường mấy bà đi qua đi lại đây mà nói chuyện mà. Dạ. Là có đồ gì mấy bà cho ăn. Dạ. Bà chính toàn là cái tầm bà thế là sinh năm 91 41 thì hiện nay là 81. Bà 81 tuổi rồi nhỉ. 81 mà nói thật là con thấy bà cũng rất vẫn còn rất minh mẫn đấy. Bà có sức khỏe tốt. Dạ. Yeah. Hàng ngày bà nấu cơm ăn hay là bà ăn cơm quán bà? Không, bà không nấu cơm được bà. Bà ăn cơm là vô siêu thị mà mua là 500 một hộp cơm á. 500 một cơm rồi bà về mấy bà đây. Bà cho thức ăn. Bà siêu thị mua 500 đồng một suất cơm mà. Bà vô quán thì mấy nhà dân thì người ta cho đồ ăn đấy các bạn. Lại tối thì có mấy bên kia không bán đồ nhậu đó. Dạ. Còn ăn còn họ nhậu á. Những nhà nhậu còn thức ăn nhiều lắm. Dạ. Thế là để dùng lại cho cái dân làm ăn. Dạ. Đủ kêu bà qua ăn. Dạ. Thì bà không ăn thì bà ăn. Dạ. Ở đây mà thức ăn nhiều lắm, con nhà hàng ngày cũng vậy. Dạ. Nhà cho bà con mà đâu có ăn hết được. Dạ đúng rồi, khu này nhà hàng nhiều bà. Nhà hàng này.
Đúng rồi. Nhiều thức ăn đó, rồi bên kia rồi bên đài. Dạ. Thưa quý vị và các bạn, đây bà thường xuyên bà tối đến bà ngủ ở đây nha các bạn. Bà ngủ đây là chỗ này là chỗ trạm dừng xe buýt nha các bạn. À, đây. Dạ. Đấy. Xe buýt của thành phố. Dạ. Trạm xe buýt của điện lực á. Dạ. À, cái trạm xe buýt này của điện lực ạ. À? Không phải của nhà nước. À, của nhà nước, chắc là của nhà nước mà điện lực ở đây. À dạ. Ở điện lực ở trong. Dạ. Trạm xe buýt của nhà nước thì điện lực còn có. Dạ. Bà ngủ đây hàng ngày có ai nói gì bà không bà? Ngủ đây mấy người công an phường Tân Hiệp nó cứ la bà rồi nó. Dạ. Nó thấy hoàn cảnh của bà cái thôi tội nghiệp bà. Của bà cứ làm đi rồi rồi bà cũng ngủ đâu bà ngủ. Dạ. Cái bọn đó không cho ngủ đâu. Dạ. Mấy người lạ mà nó là cái bồ du đang xe rồi không cho ngủ. Dạ. Đó là đầu tiên không cho bà ngủ đâu, nói này nữa kia. Dạ. Cái rồi bà như là bà hoàn cảnh bà khó khăn rồi bà cứ ngủ ở đây chứ còn thôi ai mà con mua ai mà muốn về nhà con để làm mà ngủ đây cho con. Dạ. Cái thằng đang quý nó mới ra trường. Dạ. Còn hồi xưa cái ông kia cũng tá đấy. Dạ. Thì ngủ làm gì còn ông nó. Nó là cái quý mới ra trường nó không biết á. Dạ. Chứ sau này nó thâu tội nghiệp bà để bà ngủ đi bà làm dạ. Gì bà làm. Dạ. Nhưng mà bà đâu có làm đi này. Dạ. Còn nguyên bà quét dọn không à? Dạ. Yeah. Tối nay bà giải cái mấy cái giấy bao này bà ngủ hay là bà ngủ đâu ạ? À? Hay là bà ngủ trên ghế này? Đâu, bà ngủ ghế này ở đây mấy ghế mà gác chân lên có mày. À, thưa quý vị các bạn, bà nói chung là bà cũng 80 mấy rồi, 81 tuổi nhưng bà rất minh mẫn, bà rất vui tính nha các bạn. Bà nói là bà chia sẻ là tối bà ngủ đây bà giải cái ghế này nha, đây cái ghế đây các bạn. Bà giải ghế ra đây bà ngủ, bà gác chân này đấy, bà gác chân ghế bà ngủ. Thế nói chung là nói thật là bà cũng rất khó khăn. Thế con cái thì bà hiện nay là cũng ở các nơi thì giờ nói chung là cuộc sống rất khó khăn. Con bà hiện nay đang đau bệnh, còn một chị con gái đang bệnh. Bà hàng ngày bà lượm ve chai và bà vẫn phải nuôi một người con gái đấy, cho nên là con gái cũng trí nhớ nói chung là cái thần kinh nó không được ổn định lắm, thế cho nên là cũng không đi lao động được đấy. Thế từ sáng là bà bán được nhiều tiền ve chai chưa bà? Bán này là mà bán được 40-50. 40-50 ngàn này. Dạ. Yeah. Cứ ngày bà bán dồn là có khi dồn mấy ngày bán được 100. À, là mấy ngày bà dồn một lần? Hai ba ngày rồi bán một lần. Dạ. Thế này con thấy này một ngày bà đi lượm ve chai này cũng vất vả quá, mà một ngày được có mấy chục ngàn thì cuộc sống cũng rất khó khăn. Dạ. Yeah. Thế con cũng hy vọng trong cái clip này thì rất mong quý anh chị cô bác mọi người các nơi những ai mà xem được những cái mảnh đời bất hạnh này, những người già neo đơn này, nói chung là bà hoàn cảnh bà cũng rất thực sự là rất khó khăn đấy các bạn, các vị mọi người nếu mà ai có tấm lòng hảo tâm thì rất mong mọi người hãy đi ngang qua chỗ ngã tư, đây là ngã tư phường Tân Phong đấy các bạn, ngã tư Tân Phong, một đường thuộc dạng trung tâm thành phố Biên Hòa. Các bạn, mọi người, quý vị các bạn hãy ủng hộ bà, có thể là bớt chút một ly cà phê cho bà, cuộc sống cho bà nó bớt khổ hơn. Bà ơi, cho con hỏi Tết vừa rồi thì bà ăn Tết ở đâu? Bà lên cái đó, bà lên chùa lấy vàng đó. À, Tết vừa rồi bà lên chùa, bà ăn Tết trên chùa. À vậy à. Bà chia sẻ là Tết bà lên chùa, ăn Tết lên chùa đấy các bạn. Yeah. Thế từ tối giờ bà ăn cơm chưa? Dạ, ăn cơm rồi. Dạ, tối bà ăn cơm rồi. Con thấy bà nói chung là tuổi cũng cao nhưng mà bà rất còn minh mẫn nhé. Dạ. Ê, đây bữa nào được con ra đây được bà ấy nha. Dạ, rồi bà. Chị đó là bà nhắn không người nhà để giúp đỡ cho chị. Dạ, rồi con cũng cố gắng. Dạ. Thôi hôm nay con cũng chia sẻ với bà. Dạ. Con cũng nói thật là cũng rất đồng cảm, rất thương bà. Đây là con nói thực sự trong tấm lòng con. Con rất thương bà. Nhưng mà vì kinh tế điều kiện con cũng không có cho lắm, thế cho nên là con hy vọng trong cái clip này trong mọi người hãy biết đến
bà và giúp đỡ bà trong những giai đoạn mà trong quãng đời còn lại bà. Dạ. Thấy bản thân bà đi lượn ve chai này không phải một mình bà sinh sống đâu các bạn. Bản thân bà hiện nay là bà còn phải nuôi một người con gái hiện giờ cũng đang bệnh. Nên là cuộc sống của bạn rất khó khăn, mình rất hy vọng mọi người luôn luôn ủng hộ theo dõi của mình để biết thêm những cái thông tin, những tin tức mới, những cái câu chuyện đầy thú vị và những câu chuyện đầy xúc động. Bà ơi, thế có lẽ con cũng xin phép bà nhé. Dạ, con xin phép bà để có một dịp khác thì con sẽ gặp bà lại sau nhé. Dạ, 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 coi. Rồi thưa quý vị các bạn, mình cũng xin dừng clip ở đây. Mình cũng hẹn tất cả quý vị các bạn và những tập tiếp theo mình sẽ rồi mình sẽ đăng những clip tiếp theo cho mọi người xem. Cảm ơn mọi người luôn luôn theo dõi mình nhé.